Đây là bộ phim siêu nhiên mới nhất của Ma Sam Seok trong năm nay. Trong nhà tù Ho San của Hàn vào năm 1983 có nhốt một phạm nhân quái dị, thân hình to lớn, mạnh như trâu bò, bị xích bằng một xích sắt dài trên cổ. Miệng còn đeo mặt nạ chống cắn màu trắng, không ai biết được lai lịch của anh, chỉ biết người này không phải dạng vừa. Nhưng lại có người không tin vào điều này, cố tình mua chuộc Cảnh Ngục, quyết định giết chết anh. Cảnh Ngục mở camera, muốn truyền hình trực tiếp trận bạo loạn này. Các tù nhân hoang hoang mở phòng giam ra, nhìn quái thai ở góc tường. Đại ca cầm đầu liền tiến lên chê cười một hồi, nhìn anh ta mà xem, một tên phế nhân. Nhìn người đàn ông đứng dậy, đại ca cầm đầu cố giữ điềm tĩnh, miệng còn hăm dọa, anh là cái thá gì chứ? Ngay sau đó, đám đàn em không biết sống chết vẫn hoàn toàn không biết bản thân rốt cuộc đã chọc giận phải con mãnh thú thế nào. Anh không hề làm hành động thừa thãi, mỗi cú đều mang theo bạo kích. Đám đàn em đồng loạt ngã xuống dưới đất, chỉ còn lại Cảnh Ngục cầm đầu. Cảnh Ngục 150 cân bừng bừng khí thế, anh ta muốn khiến cho anh biết ai mới là ông vua thực sự của nhà tù này. Ai ngờ ngay sau đó, anh chỉ dùng một ánh nhìn tàn bạo, lũ đàn em lập tức sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Cảnh Ngục lại giả chết ở dưới đất. Sau khi khởi động, anh muốn ra ngoài để hóng gió, lại phát hiện mình đã bị một sợi xích sắt trói lại. Điều này khiến anh rất khó chịu. Anh liếc nhìn, trông thấy một chùm chìa khóa, thế nhưng ổ khóa lại ở sau gáy. Đáng tiếc là cánh tay anh quá to, không thể nào với tới được. Anh nhìn Cảnh Ngục dưới đất, dùng chân đá đá. Đừng giả vờ nữa, đang nói anh đấy. Anh ra hiệu cho Cảnh Ngục giúp anh mở xích sắt ra, nếu không thì sẽ đánh chết anh ta. Anh ta đành phải ngoan ngoãn làm theo. Lúc này, phạm nhân ngang ngược nhất trong nhà tù đã đi tới chỗ anh. Trong nhà tù này đã xảy ra một cuộc bạo loạn. Nơi xảy ra vụ việc là nhà tù Ho San Hàn Quốc vào năm 1983. Được dàn dựng dựa theo câu chuyện có thật, Cảnh Ngục trong nhà tù truyền hình trực tiếp toàn quá trình của lần bạo loạn này. Mục đích chính là để giết chết phạm nhân quái thai này. Nhưng điều bọn họ không biết là người mình chọc giận là con mãnh thú như thế nào. Cảnh Ngục sợ tới mức hồn siêu phách lạc điên cuồng chạy trốn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm tên anh. Kết quả đã ngã xuống bởi một phát gậy của người khác. Người đàn ông này vừa điên vừa hung hãn, anh ta gào lên với Cảnh Ngục, hoảng loạn cái gì chứ, anh ta chả là cái thá gì. Anh ngửi thấy mùi máu tanh, liền đi tới hiện trường. Cảnh Ngục ở phòng camera nhìn thấy liền ngây ra, sao còn có kẻ ngốc tự đi lục mạng vậy chứ. Anh cười thầm trong lòng, vậy thì sẽ cho các người xem thử, ai mới là kẻ ngốc thực sự. Phát đầu tiên, song sát, tam sát. Quả thực là yếu quá rồi. Anh vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục xông lên phía trước. Tứ sát, ngũ sát. Một cú đấm một tên, không có chút thừa thãi nào. Những tù nhân đồng loạt ngã xuống dưới đất. Thấy solo không ổn, vậy thì đánh hội đồng đi. Tên điên hạ lệnh, tất cả đàn em đều nhào lên, còn anh lại không sợ hãi chút nào. Một tiếng sau, anh cuối cùng đã không thể chịu nổi nữa, bị chìm trong biển người. Cảnh Ngục tưởng rằng đã giết chết được anh. Kết quả ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các đàn em lần lượt bay ra, một cú đấm một tên, hai cú đấm hai tên. Anh lại đứng dậy, anh đã bị nhốt 7-7-49 tháng, cuối cùng đã đợi được ngày này. Rốt cuộc anh hung mãnh đến mức nào, mười mấy tù nhân ghì chặt anh xuống, anh lại phá vỡ vòng vây như thể con mãnh thú. Anh lại đứng dậy, anh đã bị nhốt 7-7-49 ngày, cuối cùng đã đợi được ngày này. Anh khiêng tên điên cậy nhiều đàn em lên, lấy anh ta làm lá chắn người. Các đàn em còn định dở lại chiêu cũ, cùng xông lên. Anh lấy một địch 10, xông tới cửa chính. Tên điên trong lòng cuối cùng đã hiểu được người đàn ông trước mắt này rốt cuộc hung mãnh tới mức nào. Mười mấy người cũng không thể ngăn cản được cú húc dã man của anh. Từng lần tiếp xúc thân mật khiến cho tên điên đau đến mức sống không bằng chết. Phát cuối cùng, tên điên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu đã không thể phản kháng được, vậy thì nhắm mắt lại và tận hưởng thỏa thích thôi nhỉ. Cửa sắt nặng mấy trăm cân đã đổ ập xuống. Cảnh Ngục hoàn toàn hoảng loạn, nhưng người anh em này lại không như vậy, cho đầy đạn vào trong súng, định ra ngoài gặp mặt anh, cho dù anh ta có lợi hại tới đâu, liệu anh ta có thể đánh lại nổi đạn không? Sau khi hai phát súng vang lên, Cảnh Ngục trực tiếp bay vào. Bộ phim ngắn này được dàn dựng từ sự kiện bạo động nhà tù Ho San Hàn Quốc năm 1983, đồng thời cũng là một bộ phim quảng cáo cho trò chơi lớn trên toàn cầu.
Bộ phim dài 9 phút lại thể hiện được rõ ràng sự tồn tại như một vị thần của ma dòng Seok.